Chào mọi người, thì sẵn mình làm cái mạch của tắt mở đèn cho SH Mod. Sẵn mình vừa làm vừa quay lên mình chia sẻ với anh em luôn. Để anh em cứ hỏi mình hoài mà mình không có thời gian mình chia sẻ cho từng người đâu. Mình quay lên đây, anh em nào muốn làm thì cứ vô ngó làm ha. Rồi, thì bây giờ chiếc xe SH Mod á, cái chui của nó thì cả anh em đừng có nghĩ đừng có nhìn cái nút này nha. Các em đừng có nghĩ đây cái xe SH Mod cái chui zin của nó là sẽ là chui 4 chân. Đúng không ạ? Chui 4 chân chỉ có 3 cọng dây thôi, cọng dây vàng này là không có. Đây tương chuẩn cho xe SH Mod. Đây là cái chui zin của xe SH Mod ha. 2020 rồi á, đèn led rồi á. Thì nó đang nằm như vậy. Nếu mà nó đang nằm như vậy thì lúc nào đèn cốt nó cũng sáng. Ha, lúc nào đèn cốt cũng sáng. Thì khi mà nó nằm như vậy thì anh em sẽ thấy cái chân này chui zin nha, chân này với chân này nó đang thống nhau. Khi anh em bật pha lên thì cái chân giữa này, chân này nó sẽ thông với chân này, hai chân này nó sẽ thông lại với nhau. Rồi cái này là chui zin ha, tạm thời giờ mình không nói về cái này nữa, rồi mình chỉ nói về cái hoạt động của chui zin, rồi mình bỏ chui zin này qua bên, chút nữa mình quay lại sau. Thì cái việc đầu tiên thì anh em phải chuẩn bị cho mình là một công tắc ba nát ha, tắc ba nát. Rồi chuẩn bị một công tắc này, hai con gờ le và một con 4007. Thì cái con 4007 này nó như thế nào thì hồi mình nói sau ha. Rồi đầu tiên, rồi bây giờ mình sẽ nói về cái con gà le trước cái đã. Giờ nói theo cái cách dễ hiểu, đừng không có nói theo kiểu là bài bản gì hết. Giờ anh em chỉ cần biết sơ như vậy cho mình thôi. Thì người ta nói thường đóng thường mở gì đó, nói thì có nhiều anh em chưa có hiểu nên giờ mình không nói cái đó luôn. Anh em cứ biết là khi con gà le này muốn nó hoạt động được thì phải có nguồn và mát. Thì hai chân này anh em muốn đưa chân nào mát chân nào lửa cũng được, đảo qua đảo lại cũng không sao. Thì con này lúc mà chưa có nguồn và mát điều khiển nó thì lúc nào hai cái chân này nó cũng đang thông mạch với nhau ha. Là nè, tính theo nhìn theo kiểu ba chân đi, 1 2 3 đi, thì chân giữa này nó đang ăn với chân bên phải nè ha. Chưa có nguồn cấp vào cho con gà le này để nó hoạt động thì chân giữa nó đang ăn chân này. Khi có mát và có lửa cấp vào cho con gà le này thì cái chân giữa này nó sẽ ăn lên trên đây, bên tay trái bên đây ha. Đó, khi có nguồn cấp vào thì nó sẽ đá lên trên đây, chân giữa nó sẽ đá lên đây. Chân này là chân cố định nè ha, chân này nó lúc nào nó cũng đang nằm đây hết. Chưa có nguồn thì chân giữa nó ăn chân này, khi nguồn và mát có vào thì nó sẽ đá lên chân đây ha. Đó là hoạt động của con gà le. Rồi bây giờ hoạt động gà le thì đơn giản nó chỉ có như vậy thôi. Rồi giờ bỏ con gà le này ra, đầu tiên giờ mình sẽ hàn cái kiểu gì để cho cái tắt mở đèn của SH Mod nó tắt được đèn, nó pha cốt và mà nó không có bị cháy cái pha đèn. Thì anh em nhìn vô đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ cầm cận cảnh cái con này lên, anh em thấy ha. Thì anh em là hàng khéo thì nó đẹp thôi, làm thì cũng sơ sơ lên thôi. Rồi bây giờ cái con đầu tiên, bây giờ mình sẽ nói về cái tắt đèn trước rồi pha cốt mới tính sau nha anh em, tại vì cái đèn led nó khác. Rồi con đầu tiên mình sẽ cho nằm bên đây ha, mình sẽ cho nằm bên đây. Thì cái đèn led á, anh em thấy ha, đây những cái đèn led như thế này thì lúc nào nó cái nào cũng vậy, cái nào mà xài mà về điều khiển bằng nguồn điện á, điện áp đồ á, thì bắt buộc nó phải có mát và có lửa thì nó mới điều khiển được nha anh em. Đúng không anh em? Đó, phải có mát và có lửa mới điều khiển được. Thì trong cái cụm pha led lúc nào nó cũng có một cái nguồn, ví dụ từ sạc đi lên hoặc là từ ắc quy cấp vào, trong hai cái trường hợp đó thôi. Thì thí dụ như đây là cái dây màu xám đi. Đó, thí dụ dây này dây màu xám ha. Thí dụ hàng này là hàng pha cốt đi, này túp lô đồng hồ nè. Đó, thí dụ hàng này là pha cốt đi. Hàng này là mát đi ha. Thì muốn cho cái đèn này nó sáng, anh em phải có mát và có lửa. Thì nếu như cái đèn nó đang sáng, anh em cắt cái dây lửa này ra, cái đèn này nó có ngắt không? Thì anh em cắt cái dây nguồn 12V đi, nói cho nó đơn giản cái nguồn 12V, xe này cái đèn cốt nó đang sáng. Anh em cắt cái nguồn 12V này ra, tất nhiên cái đèn này nó không có nguồn để nuôi, nó sẽ tắt. Thì anh em sẽ cắt đôi cái dây nguồn 12V này ra cho mình ha. Cắt đôi cái dây màu xám này ra. Bước tiếp theo, con gà le thứ nhất. Đây, con gà le thứ nhất.
đơn giản lắm anh em ơi, nhưng mà anh em chưa làm anh em thấy nó khó. Em nhìn nè ha, đây cái con gà le thứ nhất nó có 5 chân, 1 2 3 4 5. Thì bình thường cái chân này nó đang thông mạch cái chân này ha, thì ta sẽ cái nguồn 12V của cái pha đèn á mình đã cắt ra rồi. Cái dây màu xám, này á anh em cắt làm đôi, anh em hàng vào cái chân này cho em ha, và hàng vào cái chân giữa này cho em, thì nó đang tách ra nè, hai chân này nó đang không có nối lại nè, hai cái chân này là anh em không có nối lại nha. Khi có nguồn và mát điều khiển con gà le này, thì từ cái chân giữa này nó sẽ đá lên trên cái chân trên này để nó nối lại với nhau, thì nó tương tự như nó nối lại cái nguồn 12V cho cái pha đèn ha, tương tự nối lại cho cái nguồn 12V pha đèn. Thì mình sẽ hàng hai cọng dây đây để mình đo thông mạch đây anh em. Đây hai cọng dây vàng của nó đây, có hai cọng dây vàng ở đây mình đo thông mạch đó. Thì bình thường anh em thấy bây giờ nó đang tắt nè, nó đang tắt ha, công tắc nó đang tắt, nó không có. Khi em bật lên một nắp nó thông mạch, thì khi em bật một nắp nó thông mạch là do con này mát đang có sẵn, chỉ chờ nguồn 12V từ công tắc, tín hiệu từ công tắc này gửi xuống đây, khi em bật pha lên nó vẫn bắt buộc phải thông mạch nha, pha code nó phải thông mạch. Mà anh em muốn làm cái chuyện đó thì anh em phải hàng con gà le con diode 407 này vào ha, 407. Khi anh em bật lên một nắp là đèn code nó sẽ sáng, bật lên một nắp nữa, nếu anh em không hàng con 407 này bật lên một nắp nữa là nó sẽ ngắt cái tiết điểm của cái pha đèn nè đó, nó sẽ không có 407 này, là khi anh em bật pha lên là đèn pha nó sáng luôn, có thể là nó tắt luôn nha anh em, tại nó tắt cái nó không sáng luôn á, nó tắt luôn cái pha đèn ra luôn rồi. Bật đèn code, nếu anh em không có con 407 này anh em bật đèn code lên, đèn nó sáng, đèn code. Nhưng anh em bật pha lên là tắt đèn luôn. Tại khi anh em bật pha lên á nó đã ngắt cái nguồn bên này ra rồi. Đó, rồi tới cái con gà le thứ hai. Con gà le thứ hai này là con gà le để sẽ đi đâu? Con gà le thứ hai này ta sẽ trả về cái công tắc zin của nó. Thì anh em hàng ra 3 giây. Thì tượng trưng cho hai cái bóng này, mình thử hai cái bóng này cho anh em xem cái đã ha. Đây bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào đây, thì đèn cái này tượng trưng cho cái đèn code, tại vì cái này là đèn thường nên em cấp nguồn vào nó sẽ sáng, nhưng mà cái thông mạch này đang chưa nối. Cái này là cái tiếp điểm của nguồn 12V của cái cụm pha led. Khi anh em bật lên một nắp nha, rồi bật lên một nắp thì nó đã nối cái tiếp điểm của cái cụm pha led lại rồi, thì cái đèn code này nó mới sáng được nha anh em. Khi anh em bật đèn pha lên thì cái đèn pha này nó sáng, đồng thời cái tiếp điểm này nó cũng vẫn phải còn thông mạch nè, là nó nối hai cái dây nguồn 12V của cái cụm pha đèn lại đó. Chứ nếu không có con 407 này, anh em bật pha lên là hai cái chân để nối lại cho cái cụm pha led nè đó, hai cái chân này nó sẽ mất, nó mất thì đèn nó cũng sẽ tắt. Còn tại sao cái bóng này sáng mà bóng này tắt, là tại vì cái này là có cái bóng xi nhan bóng thường, nên anh em bật pha bật code như vậy á thì anh em thấy nó cháy như kiểu như vậy. Nhưng nếu như cái đèn này là cái đèn của cụm pha led, như vậy thì khi mà có nguồn vào thì cái đèn code lúc nào nó cũng sáng, bật lên một cái nữa nó sáng chung với đèn pha thì nó sẽ không có bị tắt, cái kiểu như anh em nhìn thấy như vậy ha. Đó thì khi ta bật lên một nắp bắt buộc cái chân mà nối cụm pha led này nó phải thông mạch lại với nhau để nó nối cái điểm lại, bật pha lên nó cũng phải nối lại với nhau ha, nối lại với nhau. Nếu như không có con 407 này thì nó sẽ như thế nào? Không có con 407 này, anh em chờ mình sẽ lấy con 407 này ra anh em thấy nè, em lấy ra luôn cho anh em xem. Khi không có con 407 này anh em bật pha lên là cái đèn led nó tắt luôn. Rồi anh em chờ mình để mình lấy cái mỏ hàng cho nóng lên cái mình tắt mỏ hàng rồi. Đơn giản lắm anh em ơi, chứ không có gì khó hết đó. Cái đó lên rồi mình nói ba cái chân này sẽ hàng đi gì đâu anh em ha, mình sẽ nói ba cái chân nó sẽ hàng đi gì đâu mà mình giật cái dây ra hết. Rồi bây giờ mình tạm thời mình để như vậy ha, rồi bây giờ mình sẽ giật mấy cái đèn này ra để cho anh em thấy ba cái cọng dây nó rõ hơn. Ba cọng dây của nó là gồm con gà le thứ hai này, ba cọng dây của nó là gồm là đây. Đây là cọng dây. Ba cọng dây nữa đây. Để em
tháo cái thằng này ra luôn cho nó dễ hình dung. Rồi bây giờ anh sẽ tách rời cái phần này ra luôn cho anh em dễ thấy ha. Rồi đây là ba cọng dây của con gà le thứ hai, đây là ba cọng dây của con gà le thứ hai. Chân giữa của nó là mình cho cái dây màu hồng ha, hai dây trên này là hai dây màu vàng, hai dây trên hai dây màu vàng. Thì cái con bên này á, là anh em đưa vô trong cái tách hai cái điểm này nè, hai chân màu vàng nè, khi có nguồn vào thì nó sẽ nối cái dây nguồn của cụm ferret lại nó sẽ sáng. Rồi ba dây này nó sẽ đi đâu, đây ba cọng dây nó đây, ba cọng dây này anh em trả về cái zin này cho em ha, đúng không ạ? Rồi bây giờ chân giữa màu hồng này, cái đây là cái công tắc zin nè, cái công tắc kia công tắc ba chân mình đã thay, đây công tắc zin của trên xe. Thì khi mà mình giật cái này ra rồi, khi anh em giật cái này ra rồi đúng không, khi anh em giật ra nó còn cái chu zin nó 4 dây nè, đúng không ạ? Chu zin 4 dây thì chân giữa của công tắc zin là màu trắng, đồng thời ta hàng ra ta sẽ làm một cái chui cái chui đực gì đó, chân giữa màu trắng thì anh em sẽ cho cái chân giữa của màu hồng này vô dây màu trắng, đúng không ạ? Rồi trả lại chân giữa của nó. Rồi hai thằng này chưa có nguồn thì màu hồng này nó đang ăn lên cái chân bên đây nha, đây chân này nó đang ăn lên chân này, thì cái cọng dây ở trên đầu bên phải ta sẽ đưa lên trên đây, đúng không ạ? Rồi mình sẽ đưa cọng dây đó lên trên này, đó là đèn cót nè. Khi chưa có nguồn cấp vào con gà le này thì chân màu hồng này đang nói chân phải, đèn cót nó sáng. Cái chân ở trên nè, chân ở trên đây, khi anh em bật pha lên con gà le nó có nguồn, nó sẽ đá từ cái chân màu hồng ở giữa này, à, chân này nè, nó sẽ thông mạch lên cái chân bên đây, ta sẽ trả về cái chui zin, đúng không ạ? Đơn giản vậy thôi. Đó thì cái con gà le thứ hai này anh em trả về cái chui zin bốn chân của cái con tắc zin mà mình tháo ra, nó còn dư cái này nè, đó mình tháo ra ha. Rồi và cái này là bỏ qua một bên, ở ba cái chân này là đưa về cái trên cái công tắc zin đây. Rồi giờ mình bỏ này ra, rồi ba này công tắc zin ha, rồi nữa mình sẽ dò lại cho anh em. Rồi cái công tắc ba nắp thì anh em sẽ hàng như thế nào, công tắc giờ và công tắc ba nắp anh em hàng như thế nào, để tháo ra luôn, tháo này nó một chùm lên anh em khó thấy quá. Đây là cái công tắc ba nắp, đây là cái công tắc ba nắp mình đã thay vào. Thì bây giờ cái chui mình sẽ làm một cái chui như vậy để mình ghim vô cái công tắc này. Công tắc zin là nãy ba cọng dây này em nói mọi người rồi, ba cọng dây này là mình hàng vô để mình trả về công tắc zin. Rồi hai vàng một hồng này là trả về công tắc zin rồi, nó ba dây nè. Đó rồi tới công tắc này thì công tắc này nó có ba chân ghim nè, 1 2 3. Thì cái chân giữa đây anh em sẽ cấp vào nguồn sau khóa tượng trưng như cho cái chỗ cục chất xi nhan đó, anh em bật khóa lên nó sẽ có nguồn sau khóa. Chân giữa của này anh em đưa vô nguồn sau khóa cho mình ha, chân giữa đưa nguồn sau khóa, đúng không? Khi anh em bật lên một nắp cái chân giữa này nó đang thông với dây trắng này, chân giữa nó sẽ thông vô với cái dây trắng này ha, bật một nắp chân giữa thông dây trắng này. Đồng thời cái chân giữa này nè, mình đã cho nguồn 12V vô, anh em bật lên một nắp thì nó thông dây trắng, tất nhiên cái dây trắng này nó sẽ có nguồn 12V. Nguồn 12V này đi đâu? Nó đi vô cái con gà le thứ nhất ha, vô con gà le thứ nhất, mát của con gà le thứ nhất và thứ hai này mình đang có sẵn, mình chờ sẵn rồi, mình cấp sẵn rồi, mình chỉ chờ dương để điều khiển con gà le này. Khi ta bật lên một nắp, chân giữa nối vô chân trắng có nguồn 12V đó, nó có nguồn của mát điều khiển, thì cái chân chung này, chân giữa này, cái chân giữa này nó sẽ đá lên đây, chân giữa này đá lên đây, đó đá lên đây, thì hai cái thằng này nó đang thông mạch với nhau, nó sẽ nối cái mà mình mới cắt cái cụm ferret 12V đó, mình cắt làm đôi, mình hàng vô hai chân này, thì khi ta bật lên một nắp nó sẽ nối cái nguồn 12V cụm ferret lại, thì đèn cót nó sẽ sáng, đúng không ạ? Đèn cót nó sẽ sáng. Rồi khi ta bật pha lên,
khi tôi bật cái công tắc pha này lên, bảo đảm với anh em luôn là cái dây trắng của cái đèn cốt này nó đã bị ngắt ra rồi. Dây trắng đèn cốt này nó đã bị ngắt ra rồi. Bắt buộc anh em phải có con diode 4007 để làm gì? Khi anh em bật đèn pha lên chân giữa này ha, bật đèn pha lên chân giữa này, nó đang nối qua hàng bên đây, nó đã tách cái thằng màu trắng này ra rồi, thì tương tự như cái nguồn cấp cho cụm pha led nó cũng đã ngắt ra luôn. Vậy là anh em, nếu anh em không có con 407 này, anh em tắt đèn được, anh em mở lên, mở một nắp sáng đèn cốt, anh em bật đèn pha lên rồi đèn nó tắt luôn. Thì mình sẽ nói là làm sao để cho nó sáng đèn. Thì khi bật đèn pha lên, chân giữa này nó đang nối qua cái chân bên này, thì chân bên này đồng nghĩa có nguồn 12V, nó sẽ điều khiển cái con gà le của thứ hai, con gà le thứ hai để nó nối lên cái đèn pha, để nối lên đèn pha. Nhưng mà xe nó bị mất điện là do cái bên tiếp điểm này nó đã bị ngắt ra rồi, nó ngắt cái nguồn điện dây trắng điều khiển nè, tách cái nguồn 12V ra rồi xe nó sẽ không sáng. Anh em phải lấy con diode 4007 ha, diode 4007 anh em, cái mũi vạch trắng thì anh em quay ra cái hướng cái con bên đây, đây đó, cái vạch trắng đây, vạch trắng đây. Khi bật lên đèn pha, cái dây màu xanh này nó có nguồn, nó chạy qua đây ha, nó chạy qua đây, nó cấp vào cái con gà le thứ nhất này, để cho con gà le nhất này có nguồn, nó hoạt động, nó sẽ nối cái hai cái chân này lại, nó nối cái điểm mà nguồn 12V mình cắt cái cụm pha led lại đó ha. Nhưng mà khi anh em bật đèn cốt, tại sao anh em bật đèn cốt nó có con diode này nhưng mà tại sao nó không đá lên đèn pha? Cái lý do con diode này nó chống ngược, nó chỉ cho đi qua một chiều thôi. Nếu mà nó đi qua hai chiều á, cái con này nó bị hư rồi ha, con này bị hư. Thì khi anh em bật cái đèn cốt, con này nó có điện nhưng mà nó không có chạy ngược dòng của con 407 này để đi qua cái con gà le bên này. Chứ nếu như anh em chơi một cọng dây, anh em hàng từ đây qua bên đây, thì anh em bật lên một nắp nó sáng cả pha và cốt luôn, bật lên pha cũng sáng và cả pha cả cốt luôn, tại nó đã nối lại với nhau rồi, nên mà phải dùng con 4007 này đó. Thì nó đơn giản vậy thôi. Hai cái dây này của con gà le thứ nhất, hai con gà le thứ nhất này, hai con gà le thứ nhất nè, à, hai cái dây màu vàng ở bên con gà le thứ nhất nè, nó đi đâu? Nó đi vô đây. Đây cái dây này, cái dây này tượng trưng cho cái cụm pha led, ta cắt ra làm đôi, ta hàng ở đây, hàng ở đây. Thì bình thường chưa có nguồn, cái cụm pha led này đã bị ngắt nguồn 12V ra rồi ha. Khi anh em bật công tắc lên một nắp thì là nó sẽ nối cái con gà le này lại, nó có nguồn và mát, nó gà le lại, nó sẽ nối hai cái điểm màu xám này lại với nhau để cho cụm pha led nó có nguồn 12V điều khiển. Và sau khi bật lên một nắp là nãy hoạt động. Khi bật lên đèn pha, khi bật lên đèn pha, nếu như không có con 407 này, con gà le này nó lại không có nguồn nuôi, tại nó đá chân giữa nó qua đây rồi, nó hoạt động bên sinh nhanh vậy đó, nó hoạt động bên sinh nhanh vậy đó. Ví dụ bây giờ này là sinh nhanh trái, này sinh nhanh phải, đúng không? Đây là chân của để đưa vào chiếc kêu đi đó, chiếc kêu đưa nè, đưa lên nè. Anh em bật trái thì sáng đèn bên trái, bật phải sáng đèn bên phải, đâu có sáng đèn bên này đâu. Muốn sáng đèn bên này anh em phải đưa con diode từ chân đây, đưa con diode vào đây, chạy qua bên cái đèn bên trái tượng trưng cho con gà le thứ nhất đó. Nó đơn giản vậy thôi. Thì anh em hàng ba cái này vào trong đây đó, hai cái thằng bên này, hai cái thằng màu vàng của con gà le thứ nhất nối cái điểm này lại, còn ba cái dây con gà le thứ hai này trả về công tắc zin cho em, trả về công tắc zin cho em. Dây màu hồng tượng trưng cho dây giữa của công tắc zin ha, đó tượng trưng công tắc zin. Cái dây ở trên con gà le trên đây đưa lên là nó đèn cốt nè, dây màu hồng nó đang nối dưới cái này lại là đèn cốt đang sáng, đèn cốt đang sáng. Khi bật pha lên, con gà le này nó có nguồn, nó sẽ nối từ cái dây màu hồng này lên cái tim pha này, thì đèn cốt và đèn pha nó đều sáng đó. Vậy anh em ha, nó đơn giản vậy thôi. Thì anh em cứ kêu mình chỉ với cái cách câu này mà nhiều quá đâu có, mình không có thời gian. Cụm pha led này giờ mình lấy cái này ra thì mình cắt cho anh em xem nó hoạt động. Mình đeo khẩu trang mình nói nó hơi bị ngọt ngọt nha anh em. Rồi, cái này tượng trưng cho đèn cốt và đèn pha của cụm pha led ha, tượng trưng cho đèn cốt và đèn pha của cụm pha led. Ok, để mình sẽ cắt nguồn.
cho cụm pha led này, cấp nguồn vào cụm pha led anh em ha, cấp nguồn cho nó cái đã. Rồi khi mình cấp nguồn vào, rồi khi mà mình đã cấp nguồn vào cho nó thì cái đèn cót này nó sẽ cái đèn cót nó sẽ sáng nha, đèn cót sáng. Chờ mình thấy nha, lỏng xúc. Đây, khi mình cấp nguồn vào thì đèn cót nó sáng ha, mình bật lên đèn pha thì cả pha và cót sáng, cót pha, cót cót pha, đó thì nó đơn giản vậy thôi anh em ha. Thì anh em cứ tự tin mà câu cái xe thắt mót ha, rồi anh em hiểu được, anh em sẽ câu được cho tất cả dòng xe thôi, không bao giờ cháy được cái pha led nếu anh em hiểu về nguyên lý hoạt động của gà le ha, hiểu về nguyên lý hoạt động của gà le là một. Cái vấn đề mà cháy pha led đó là do anh em chưa hiểu nó thôi, chưa hiểu nó nên anh em để bị cháy thôi. Ba cái chân này, ba cái chân của đây màu hồng là hai ba chân này nè, là trả về công tắc zin, nó không có liên quan tới cái nguồn mát và lửa dính trong ba cái chân này, nó chỉ chờ mát và lửa để điều khiển cho nó đá lên đá xuống thôi, thì không bao giờ cháy pha led nha anh em. Nhưng mà nếu anh em hàng chân giữa này, một trong chân giữa này chập qua chân bên này hoặc chập chân bên trái bên phải gì của hai cái này là cái pha đèn của anh em là đi là cái chắc chắn đi luôn đó, nó đơn giản vậy thôi. Nhưng bắt buộc phải có con bố không bảy anh em ha, anh em nhìn cận cảnh ha, mình hàng thì mình hàng nhanh nên xấu xí á. Đó, hai cái con bên này nè, hai chân này nè, khi có nguồn vào thì nó sẽ nối cái nguồn 12V của cụm pha led lại ha. Chân màu xanh này là nó là mát cấp sẵn, chân màu xanh này, chân màu xanh mát cấp sẵn, chờ nguồn ở đâu. Cái dây màu trắng này nguồn của cái công tắc đây, khi vậy nó đây không có nguồn, bật lên một nắp chân giữa nối chân màu trắng sẽ có nguồn, nó sẽ nối cái tiếp điểm của cụm pha led lại, có nguồn 12V, đèn nó sẽ sáng khi anh em bật pha lên. Cái chân giữa này nó sẽ nối với cái cọng màu xanh này, chân giữa này nó sẽ nối cọng màu xanh này qua con gà le thứ hai, đồng thời có con 4 con 7, cái vạch trắng thì nó đi qua cái hướng bên đây, à cái vạch đen nằm bên đây, vạch lên một nát nữa là gà đèn pha, nó sẽ có nguồn, nó sẽ chạy từ cái này qua bên đây để nó điều khiển con gà le bên đây, cho con gà le bên đây nó vẫn bật đèn pha lên, nó vẫn phải nối cái địa tiếp điểm của cụm pha đèn lại để cho cái pha đèn nó sáng. Nếu không có con 4 con 7 này thì anh em bật pha lên đèn nó cũng tắt luôn. Rồi ok vậy anh em ha. Rồi cái con này hồi nữa mình sẽ hàng ngon lành lại, rồi mình sẽ bỏ vào trong cái hộp, mình sẽ chế keo vào. Mình sẽ chơi cái keo vào rồi là gắn kiếm tiền được rồi anh em ơi. Còn anh em nào kỹ lưỡng nữa thì cứ dây chống cháy đồ. Đó. Ví dụ dây chống cháy ta làm ta sỏi vô. Đây để mình nói đây, dây chống cháy ta làm cho đẹp đúng không ạ. Đó, ta làm tới đây ha, làm tới đây cái ta cắt đều ra, xong rồi ta sẽ làm tới cái gì đây, ta cắt đều ra đây thôi anh em. Đó, ba thằng này mình ghim về, cái chua ghim bên của trên xe nè. Đó, ba này ghim về chua ghim trên xe ha. Rồi còn hai cái thằng này nếu như anh em không cắt nữa thì anh em phải có cái bộ nếu anh em muốn làm chuyên nghiệp luôn để anh em bán thì anh em phải sắm cái này mới được nha. Đây thì anh em sẽ sắm những cái bộ như vậy, đây anh em sẽ sắm cái giắc đực chất cái của cụm pha đèn để em không cắt một cái cọng dây nào hết, thì cái này á nó sẽ có đi theo, gồm những cái này ha, và những cái giắc cốt luôn
bịt khẩu trang lại mình nói nên nó hơi hơi gù đó. Thì ví dụ đây là cái cụm pallet nè, anh em không muốn cắt cái cụm của anh ta ra, anh em làm như zin thì chỉ có vậy thôi, vậy thôi là anh em lụm lúa đây các anh em đó, chắc đực chắc cái, chắc đực chắc cái. Mấy cái này á thì cái cụm pallet với cái chu zin của nó như thế nào anh em trả là vậy thôi. Rồi vậy là lụm lúa, ví dụ như vậy. Rồi ha, là cái chỗ này thì chỗ này anh em lấy cái chấm trái anh em đưa vô, chỗ này cũng vậy, đưa chấm trái đưa vào là lụm lúa anh em ha. Rồi thôi mình kết thúc video anh em ơi. Mấy cái điện này thấy gì chứ đơn giản thì cũng hỏi đơn giản nha anh em, mà hiểu rồi thì nó rất đơn giản, còn không hiểu rồi nó hại não lắm anh em ơi. Là một con gà le nó khác, mà hai con nó khác, mà lên ba con, bốn con, năm con, nó càng nhiều gà le thì nó càng đau đầu. Rồi thôi mình kết thúc video anh em ha, mong là anh em làm được đó, đơn giản vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi tùy anh em muốn sắm cho cái hộp nào cho đẹp đẹp gì đó thì anh em sắm thôi, muốn cái nào đó thì sắm đó. Giờ anh em để gọn vô đó, anh em sắp xếp sao cho gọn vô, anh em tém cái dây này ra cho nó qua một hướng đó, anh em tém dây ra một hướng bên ngoài nè. Hả? Anh em về anh em cắt cái khoét cái này xuống xíu rồi vậy thôi. Rồi có cái miếng màu trắng trắng nữa, ví dụ mà muốn đẹp thì đầu tư cái hộp xịn đó. Rồi mấy chỗ này mình làm dây chống cháy rồi mình đưa ra, rồi mình lấy cái dắt đực chất cái cụm pallet mình hàng vào, sọt dây chống cháy vô, sọt dây chống cháy vô, vậy là thành một bộ tắt mở đèn hoàn chỉnh. Ok anh em, rồi thôi mình kết thúc video nha.